10 câu chuyện mang 10 bài học quý giá. Xin chào quý thính giả. Ngày hôm nay, Vân Anh xin gửi tới quý vị và các bạn 10 câu chuyện ngắn hay và ý nghĩa. Các bạn đón nghe để có thêm cho mình những bài học đắt giá về cuộc sống nhé. Câu chuyện thứ nhất: 5 con ong và 5 con ruồi. Có một thí nghiệm thế này. Đem 5 con ong và 5 con ruồi nhốt chung trong một chai thủy tinh. Sau đó đặt ngang cái chai, hướng cho đáy chai quay về cửa sổ. Chuyện gì sẽ xảy ra? 5 con ong không ngừng hướng về phía đáy chai để tìm lối thoát. Cứ thế cho đến khi kiệt sức hoặc đói mà chết. Còn những con ruồi thì chỉ một lúc sau đã có thể xuyên qua đoạn cổ chai mà thoát thân. Lý giải ở đây chính là ong vì thích ánh sáng và kiên định nghĩ rằng lối thoát là nơi có ánh sáng nên tự đẩy mình vào chỗ chết. Ruồi thì chả để ý gì đến ánh sáng. Chúng chỉ nghĩ cách nào để thoát thân nên bay tứ tung. Kết quả là sau bao nhiêu lần nhầm hướng cũng đến lúc tìm được lối thoát. Thí nghiệm này chỉ để nói lên một thông điệp. Thực ra, điều này có thể gây lúng túng cho một số người. Kiên định cũng là tốt, mà uyển chuyển cũng là tốt. Làm người có nguyên tắc là tốt, nhưng biết thay đổi để thích nghi cũng là tốt. Rốt cuộc, chúng ta phải làm sao mới đúng? Tin vào bản thân là tốt, mà không tin vào bản thân cũng là tốt. Ủa, vậy rốt cuộc là thế nào? Câu trả lời chính là cân bằng mới là tốt. Liều lượng chính là thứ quan trọng. Ở đời, nói cho vui thì là tuyệt đối không có gì là tuyệt đối. Câu chuyện thứ hai: bài học về dạy con. Có nhà kia ở ven sông, giàu có khá giả. Bố mất sớm, mẹ tập cho cậu con quý tử của mình bơi vượt ngang qua sông trước nhà. Cậu bé cứ bơi tới giữa sông là mệt la làng lên, đòi giúp đỡ. Thế là mẹ thương con bơi ra hỗ trợ. Mãi thế chẳng qua nổi được sông. Sát bên cũng có một gia đình nông dân, có đứa con trai bằng tuổi. Mẹ lại mất sớm, bố cũng tập cho nó bơi qua sông. Đến giữa sông, cậu cũng mệt và kêu la. Nhưng ông bố âm thầm lặn xuống sâu chờ cứu nếu cậu bé chìm mà không cho cậu bé biết. Cậu bé thấy không được ai cứu thì cố hết sức bơi được qua tới bờ bên kia, tuy phải uống no bụng nước. Rồi chiến tranh đến, cha mẹ hôm ấy loạn lạc đâu mất. Giặc đến, hai cậu bé phải bơi qua sông trốn. Cậu bé số 2 bơi ngon lành qua sông, còn cậu bé số 1 bơi tới giữa sông thì chìm mà chết mất. Sức khỏe và thể lực hai cậu bé như nhau. Cậu số 1 còn có phần cao to mạnh khỏe hơn. Nhưng điều cậu ấy thiếu so với số 2, đó là ý chí và nghị lực. Và chính mẹ cậu bé đã phá tan đi ý chí của con mình khi đã giúp nó ở giữa dòng sông khi xưa. Chính bà đã góp phần vào cái chết của con mình sau này. Rộng hơn lên, một xã hội nếu chúng ta cứ vô tư giúp đỡ bọn trẻ, giúp đỡ người khác mà không quan tâm đến có làm xói mòn ý chí của họ không thì ta đã hại họ. Hay chúng ta vô tư cho bọn nó ăn cơm 2.000 khi bọn nó ở giữa dòng sông như cách của người mẹ kia thì có thể chính chúng ta giết chết nó một lúc nào đó sau này. Ý chí là điều quan trọng cứu mạng bạn nơi nghịch cảnh và chắc chắn sẽ dắt bạn đến thành công. Đừng cho phép kẻ khác xói mòn nó bằng đĩa cơm 2.000 vô tư. Câu chuyện thứ ba: một chiếc váy, hai số phận. Có hai cặp vợ chồng cùng bước vào shop tôi. Một đôi người Việt, còn đôi kia là người ngoại quốc. Và tình cờ sau, hai người phụ nữ đều thích chiếc váy đỏ này. Cô vợ người Việt vào phòng thử trước, còn anh chồng đứng chờ tiện chơi game trên điện thoại. Tầm 5 phút sau, cô ấy đi ra đứng ngắm nghía trước gương.
anh chồng mặc nhiên không để ý. Cho đến khi cô ấy đến trước mặt chồng, đập nhẹ vào tay anh ấy và hỏi: "Có được không anh?" Anh chồng khi ấy mới ngẩng đầu lên, buông ngay một câu: "Em mặc như hề ấy, đã đen còn chọn màu đỏ." Cô vợ mặt đang hí hửng nghe xong thì đổi sắc luôn, nhưng vẫn cố gỡ lời: "Em có đen lắm đâu, thích thì bo kem trắng, mặc chốc lát, đi đám cưới cũng được mà." Anh chồng vẫn bận chơi game, chỉ ngẩng đầu lên, lướt mắt nhanh chóng qua chiếc váy kế tiếp và nói: "Bụng to, mặt nhìn như có chữa, mà ở nhà em cũng có mấy cái màu đỏ rồi, mua lắm làm gì?" Đến lúc này thì tôi cũng chả buồn tư vấn gì thêm, vì chắc chắn sau khi nghe những lời ấy từ ông chồng, thì khó có người phụ nữ Việt nào dám bất chấp trưng diện. Chiếc váy được chuyển sang cho cô gái ngoại quốc. Tôi định vào phòng thử giúp cô ấy kéo khóa, nhưng anh chồng ra hiệu là để anh ấy tự làm. Và rất tự nhiên, anh ấy vào phòng thử tự kéo khóa, chỉnh dây váy cho vợ, trong khi một tay vẫn cầm thêm mấy chiếc váy nữa, đều là do anh ấy tự chọn. Cô ấy ra gương, ngắm. Tôi chỉ nghe được đại loại cô vợ hỏi: "Nhìn có ok không?" Anh chồng chỉ hỏi là: "Bạn có thích không?" Cô vợ trả lời có, và anh chồng mỉm cười gật đầu: "Ok, mua." Rồi anh ấy lại tiếp tục giúp vợ thay chiếc váy và thử thêm một hai cái khác nữa. Tôi để ý, anh ấy lúc nào cũng tập trung vào việc chọn đồ cho vợ, như thể là chọn cho mình vậy. Hỏi vợ mặc có vừa không, có thấy nóng không, và không cần nhân viên phải tiếp gì hết. Họ tự lựa đồ rồi tự tư vấn cho nhau luôn. Còn về phần đôi vợ chồng Việt, trong lúc chờ có phòng thay thì chị vợ tự ngắm nghía một mình. Ban đầu có bảo chồng lựa hộ thì thấy cậu quạo nên thôi. Chờ một lúc thì anh chồng nhìn đồng hồ rồi giục vợ về nhanh còn kịp giờ xem trận bóng. Cô vợ có vẻ mất hứng nên nói: "Thôi đi, về, để mai đi cùng đứa em gái cho dễ chọn." Rồi họ ra về, tôi vẫn nghe được câu nói của anh chồng: "Mất thời gian, cưới bạn chứ có cưới mình đâu, mà mỗi lần đi cưới lại váy phới phốc." Quay lại đôi vợ chồng ngoại quốc, các bạn thấy đó, cô vợ da ngăm đen, trong khi anh chồng da trắng gấp mấy lần. Nhìn bên ngoài cô ấy to cao, nhất là phần vai, chiếc váy phải mặc đến XXL mới vừa. Theo thẩm mỹ của người Việt thì quả thật cô ấy mặc chiếc váy không hợp cho lắm. Nhưng họ vẫn mua bởi mình thích, chứ không quan tâm lắm đến chuyện người khác sẽ nhìn mình thế nào. Tôi thấy cô gái mặc chiếc váy không đẹp, nhưng anh chồng thấy đẹp, đơn giản vì đó là vợ của anh ấy. Tôi thấy hai người đàn ông cùng một lúc, nhưng lại chỉ thấy một người phụ nữ được quan tâm chiều chuộng. Tôi đang tự hỏi, tại sao cùng trong một hoàn cảnh như nhau mà hai người đàn ông ấy lại cư xử với vợ mình trái ngược nhau đến vậy? Có phải vì đàn ông Việt ít học thức hơn, nghèo hơn, bận rộn hơn, kém tinh tế hơn không? Tôi nghĩ là không, chỉ là họ yêu vợ mình theo một cách ích kỷ độc đoán hơn mà thôi. Chiếc váy chỉ đẹp, cô vợ chỉ đẹp khi họ thấy đẹp. Họ quan tâm đến nhìn nhận của mình hơn là sự mong muốn yêu thích của người vợ. Rất ít người chồng Việt đi theo vợ chọn đồ mà nói được câu: "Chỉ cần em thích là được." No no, đa số là anh phải thích thì em mới mua được. Thật buồn khi đa số đàn ông Việt chọn váy cho vợ thì cằn nhằn, mà kéo khóa váy cho bộ thì nhanh. Đúng là một chiếc váy hai số phận. Câu chuyện thứ tư: tiếng vọng rừng sâu. Có một cậu bé ngỗ nghịch, thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu hét lớn: "Tôi ghét người!" Từ khu rừng có tiếng vọng trở lại: "Tôi ghét người!" Cậu hoảng hốt quay về và sa vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu không sao hiểu được,
từ trong khu rừng lại có người ghét cậu. Người mẹ nắm tay con, đưa trở lại khu rừng. Bà nói, giờ thì con hãy hét thật to, tôi yêu người. Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại, tôi yêu người. Lúc đó, người mẹ mới giải thích cho con hiểu. Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người, thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người, thì người cũng yêu thương con. Bài học. Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, đều tồn tại mối quan hệ giữa cho và nhận. Cho điều gì sẽ nhận được điều đó. Nếu ta yêu thương người thì người sẽ yêu thương ta. Gieo gió ắt gặt bão. Ta thù ghét người thì người cũng thù ghét ta. Chính thái độ của mỗi con người đối với cuộc sống sẽ quyết định thái độ của cuộc sống đối với con người ấy. Cho đi thù oán sẽ nhận lại oán thù. Cho đi yêu thương sẽ nhận lại được thương yêu. Câu chuyện thứ 5. Anh A đi mua thuốc lá giá 29 đồng, nhưng anh ta lại không có diêm. A nói với người bán hàng, tiện ông tặng cho tôi một bao diêm đi. Chủ tiệm không tặng. Anh B đi mua thuốc lá giá 29 tệ, anh ta cũng không có diêm. B nói với người bán hàng, bán rẻ 1 đồng cho tôi đi. Cuối cùng, anh ta dùng 1 đồng kia để mua diêm. Lời bàn. Thay đổi phương pháp thường sẽ đem lại những hiệu quả bất ngờ. Nhiều khi rất nhiều chuyện một khi thay đổi phương pháp làm việc sẽ có thể cho ra những kết quả vô cùng khác biệt. Sống ở đời, thành bại đời người. Thay đổi phương thức, tư duy và niềm tin là điều vô cùng quan trọng. Câu chuyện thứ 6. Tẩy và bút chì. Cậu biết không, mình được sinh ra là để giúp mỗi khi cậu làm sai điều gì đó. Tẩy nói, bút chì. Cậu biết không, mình thật sự xin lỗi cậu. Tẩy, vì sao vậy? Có chuyện gì à? Bút chì, xin lỗi cậu vì làm cậu bị thương bởi mình. Mỗi lần mình làm điều gì sai, cậu luôn ở đó để xóa giúp mình đi. Và mỗi một lần một lỗi lầm của mình được xóa đi, cậu lại bị mất đi một phần cơ thể. Cậu nhỏ đi, nhỏ dần hơn. Tẩy, đúng vậy, nhưng mình không thấy phiền đâu. Cậu biết không, mình được sinh ra là để giúp cậu mỗi khi cậu làm sai điều gì đó. Thậm chí đến một ngày nào đó, khi mình biến mất và cậu sẽ thay thế mình bằng một cái khác, mình vẫn sẽ thực sự hạnh phúc vì được sống để làm việc có ý nghĩa nhất cuộc đời mình. Thế cho nên đừng lo lắng nữa, mình không muốn thấy cậu buồn chút nào. Với câu chuyện ở trên, ta có thể hiểu theo nhiều mặt trong cuộc sống. Bạn bè, đồng nghiệp, con người. Tuy nhiên, gần gũi với ta nhất có lẽ chỉ là cha mẹ chúng ta mà thôi. Nếu ta ví cha mẹ ta như cục tẩy và ta là những cây bút chì, ta có thể thấy họ luôn bên cạnh chúng ta, sẵn sàng tha thứ mọi lầm lỗi. Đôi khi, cha mẹ có thể nhỏ bé dần, già đi, thậm chí là mất đi. Ngay cả khi ta lớn lên, dựng vợ, gả chồng, cha mẹ vẫn cảm thấy hạnh phúc vì những gì đã làm được cho chúng ta và cảm thấy thật đau xót khi chúng ta phiền muộn hay buồn khổ. Từng ngày trôi qua, với thân phận là một cây bút chì, còn gì xót xa hơn khi nhìn cha mẹ chúng ta, những cục tẩy trở nên nhỏ bé từng ngày. Đến khi cục tẩy cạn dần đi, tất cả những gì còn động lại bên ta sẽ chỉ là những hồi ức. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được tình yêu bao la là của cha mẹ mình, cho tới khi ta là những ông bố bà mẹ. Câu chuyện thứ 7. Khi nào bạn muốn về nhà? Mỗi khi cha mẹ bạn gọi điện thoại hỏi, khi nào về hả con? Tôi đều trả lời,
Tuần sau ạ? Đợi công việc đỡ bận đã ạ. Ít hôm nữa. Nhưng thật tình, tôi muốn nói câu này nhất. Khi nào gặp khó khăn, con sẽ về. Những khi gặp khó khăn trắc trở, chúng ta nhớ nhà nhất. Còn những lúc cuộc sống thuận lợi, công việc suôn sẻ, chúng ta sẽ không nhớ nhà đâu. Nếu chẳng phải đi chơi cùng người yêu, bạn bè, thì cũng sẽ ngồi nhà đọc sách, xem phim, nghịch máy tính. Có gì quan trọng hơn không gian riêng tư chứ? Thế nhưng, khi gặp phải những khó khăn trắc trở, những việc không như ý, buồn lòng, chúng ta mới phát hiện ra mình còn một mái nhà để trở về. Thật là hạnh phúc biết bao. Cãi nhau với người yêu buổi tối, nửa đêm mà chạy về nhà, cha mẹ nhất định sẽ rất lo lắng. Thế là ta đành đợi vài ngày hôm sau mới về. Cha mẹ hỏi, tại sao đột nhiên con về vậy? Ta cười và nói, hôm nay con được nghỉ. Thật ra là chúng ta đang gặp chuyện phiền lòng. Bị bạn bè bán đứng, công việc không như ý, ta gọi cú điện thoại về nhà hỏi, mẹ ơi, con về nhà ăn cơm được không? Mẹ ở đầu dây bên kia vui mừng. Được chứ, hôm nay con không cần đi làm sao? Lúc đó thật lòng muốn, mình dũng cảm thốt ra rằng, con chán công việc quá rồi, con rất muốn được về nhà, dưỡng thương, được chứ mẹ? Thế đấy, chúng ta luôn về nhà với một tâm trạng thất bại. Câu chuyện thứ 8. Người thợ đẽo đá. Có một người thợ đẽo đá, anh ta không bao giờ bằng lòng với bản thân cũng như với vị trí của mình trong xã hội. Một ngày, anh ta đi ngang qua nhà một thương gia giàu có và nhìn qua cửa. Anh ta thấy rất nhiều của cải quý giá cùng những vị khách quan trọng. Hẳn ông ta phải là một người rất có quyền lực. Người thợ nghĩ, anh ta trở nên rất ghen tức và ước rằng mình có thể được như người thương gia nọ, không còn phải sống đời của một người thợ đá nhỏ bé. Và thật ngạc nhiên, anh ta bỗng trở thành người thương gia thật, đầy quyền lực và có rất nhiều của cải xa hoa mà anh ta chưa bao giờ mơ tới. Nhưng cũng bị đố kỵ và ghen ghét bởi những kẻ địa vị thấp kém hơn và ít của cải hơn. Nhưng cũng ngay lúc đó, kỳ của quan lớn đi qua, được hộ tống bởi rất nhiều người hầu và lính tráng. Mọi người, cả giàu lẫn nghèo, đều phải cúi mình chào quan. Hẳn rằng ông ta phải có quyền lực lắm đây. Anh ta nghĩ và lại ao ước mình trở thành một vị quan to. Và điều ước trở thành sự thật. Anh ta đã là quan lớn, ngồi trong kiệu lộng lẫy. Mỗi lúc anh ta đi ngang qua lại bắt gặp những ánh mắt sợ hãi cũng như ghen ghét của những kẻ đang phải cúi mình. Vào một ngày mùa hè oi bức, người thợ đẽo đá lúc này đã là quan, rất khó chịu khi phải ngồi kiệu. Anh ta nhìn lên và thấy mặt trời đang kiêu hãnh trên cao, không hề biết tới sự hiện diện của anh ta. Ôi, hẳn rằng mặt trời phải có đầy quyền năng. Ước gì mình trở thành mặt trời. Và anh ta trở thành mặt trời thật, tỏa sáng kiêu hãnh trên đầu tất cả. Nhưng mặt trời cũng bị những nông dân nguyền rủa vì ánh nắng của nó làm khô trụi những cánh đồng. Thế rồi, mây đen kéo đến và vì vậy ánh nắng không còn chiếu đến mặt đất được nữa. Ôi, những đám mây mới thật mạnh mẽ. Ta ước mình là một đám mây. Và anh ta trở thành mây, mang mưa tới làm ngập lụt tất cả làng mạc, ruộng đồng, và tất nhiên cũng phải chịu những tiếng la hét chửi rủa. Nhưng ngay sau đó, anh ta nhận ra rằng mình đang bị gió thổi bạc đi. Gió mạnh thật, mình ước trở thành gió. Và anh ta thành gió, thổi bay mái nhà, bật tung rễ cây, bị tất cả mọi người phía dưới sợ hãi và căm ghét. Nhưng chỉ sau một lúc thổi tung tất cả mọi thứ, gió phải ngừng lại. Nó không thể di chuyển nổi một vật chắn ngang đường dù đã thổi mạnh đến đâu. Một tảng đá to. Đá thật mạnh mẽ,
ước gì mình là một tảng đá. Và rồi anh ta trở thành một tảng đá, mạnh hơn bất cứ một thứ gì trên mặt đất. Nhưng vừa đúng lúc đó, anh ta nghe thấy tiếng búa đập và một cái đục cắm vào bề mặt đá rắn. Cái gì vậy? Cái gì có thể mạnh hơn một tảng đá như mình? Anh ta nghĩ và nhìn xuống. Dưới đó là một người thợ đẽo đá. Đôi khi, những người tưởng như tầm thường lại có thể tạo ra những tác động lớn lao. Vì vậy, thay vì mất thời gian ghen tức với kẻ khác, hãy khám phá bản thân mình. Có thể bạn mới là người mạnh nhất thêm một cách nào đó mà bạn chưa phát hiện ra thôi. Câu chuyện thứ 9. Con không có ba. Đưa đây, đưa cho tao. Thằng bé giật mạnh chiếc xe ô tô bị bể một cái bánh trước khỏi tay đứa bé còn lại. Nhưng là của mình nhặt được mà, rõ ràng mình nhặt được nó ở cái cống cuối xóm. Mình vừa rửa sạch xong, sao cậu lấy nó chứ? Cậu bé bị giật chiếc xe miếu máu, cứ nhìn vào đồ chơi trong tay cậu bé kia. Kệ mày, nhưng mà tao thích thì sẽ là của tao. Cậu bé vênh mặt lên như ra chiều thách thức. Của mình, trả lại đây, mau trả lại. Hai cậu bé giành qua giành lại, làm cho đứa bé lấy ô tô trong lúc sơ sẩy, bị ngã xuống vũng nước bên đường. Cái gì? Gì thế này? Con trai của ba sao vậy? Ướt hết rồi. Một người đàn ông đậu chiếc tay ga bên đường, nhanh chóng đỡ cậu bé kia dậy, lao lao khuôn mặt và hỏi vồ vập. Hù hù, nó bắt nạt con, nó đánh con, nó giành đồ chơi của con, nó xô con ngã. Cậu bé bù loa kể lể, nước mắt ngắn nước mắt dài. Cháu không có. Bóp. Chưa kịp nói hết, một cái tát như trời giáng xuống gương mặt non nớt của cậu, làm cậu choáng váng, loạng choạng ngã xuống đường. Đưa đây. Ông ta giật lấy chiếc xe. Cậu bé chỉ có thể nhìn bằng đôi mắt ngần ngấn nước. Mày đánh con tao, mày không có ai dạy hả? Mày có biết con trai tao là con vàng con ngọc hay không? Tao còn không nỡ đánh, mà mày dám, đồ mất dạy. Ông ta lấy chân đạp vào người cậu bé. Cốp, chiếc xe đồ chơi vỡ nát. Ông ta đã quăng nó xuống nền đường. Con cưng, ba sẽ mua cho con thứ khác, to và đẹp hơn nhiều. Cái đồ phế thải đó con lấy làm gì? Ông ta dắt đứa con đi về phía cửa xe. Chiếc xe đắt tiền lăn bánh. Một vũng nước bắn vào người cậu. Một người phụ nữ đi ngang đỡ cậu dậy, lau những vệt nước trên trán. Ba mẹ con đâu? Sao con lại lang thang ở đây? Cậu bé cúi đầu xoay người đi, chỉ kịp để lại câu trả lời mà khiến người phụ nữ đứng lặng im, mắt nghè đi, không thể nói thêm được lời nào. Cô ơi, con không có ba. Câu chuyện thứ 10. Ăn mày phân tích chiến lược kinh doanh. Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Levi ra khỏi plaza, rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sáng tới đứng trước mặt. Câu chuyện của tôi chỉ có thế thôi. Thế nhưng tay ăn mày đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khóa học tại chức kinh tế ở trường. Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó. Xin anh, cho tôi ít tiền đi. Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn đồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng nhau. Ăn mày rất thích kể lể. Tôi chỉ ăn mày quanh khu mua sắm này thôi, anh biết không? Tôi chỉ liếc một phát là thấy anh ngay. Đi mua Levi ở plaza chắc chắn có nhiều tiền. Hả? Ông cũng hiểu đợi phết nhỉ? Tôi ngạc nhiên. Làm ăn mày cũng phải ăn mày cho nó có khoa học. Ông ta bắt đầu mở máy. Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy thú vị bèn hỏi. Thế nào là ăn mày một cách khoa học? Tôi nhìn kỹ ông ta, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, tay gầy dơ sương, nhưng lại sạch sẽ. Ông ta giảng giải. Ai mà chẳng sợ và ghét ăn mày?
nhưng tôi tin anh không ghét tôi. Tôi đoán chắc điều đó. Đấy là điểm tôi khác biệt với những thằng ăn mày khác. Tôi gật đầu đồng ý. Đúng là tôi không ghét ông ta, nên tôi đang nói chuyện với ông ta đấy thôi. Tôi biết phân tích suốt những ưu thế, bất lợi, những cơ hội và nguy cơ. Đối mặt với những thằng ăn mày là đối thủ cạnh tranh của tôi. Ưu thế của tôi là tôi không làm người ta phản cảm, lánh sợ. Cơ hội và nguy cơ thì chỉ là những yếu tố điều kiện bên ngoài thuộc về hoàn cảnh. Có thể là dân số ở đây đông hay vắng, thành phố có quyết định chỉnh trang đô thị, dẹp hè phố chăng. Tôi đã từng tính toán rất cụ thể và tỉ mỉ rằng khu vực thương mại này người qua lại đông, mỗi ngày khoảng 10.000 người. Nghèo thì nhiều lắm, nhưng người giàu còn nhiều hơn. Trên phương diện lý luận thì giả như mỗi ngày tôi xin được mỗi người 1 đồng xu, 1.000 đồng, thì mỗi tháng thu nhập của tôi đã được 300 triệu đồng. Nhưng thực tế thì đâu phải ai cũng cho ăn mày tiền. Mà một ngày làm sao tôi đi xin được 10.000 lượt người? Vì thế tôi phải phân tích ai là khách hàng mục tiêu của tôi và đâu là khách hàng tiềm năng của tôi. Ông ta lấy giọng nói tiếp. Ở khu Plaza này thì khách hàng mục tiêu của tôi chiếm khoảng 30% số lượng người mua sắm, tỷ lệ thành công khoảng 70%. Lượng khách hàng tiềm năng chiếm khoảng 20%, tỷ lệ thành công trên đối tượng này khoảng 50%. Còn lại 50% số người, tôi chọn cách là bỏ qua họ, bởi tôi không có đủ thời gian để tìm vận may của mình với họ, tức là xin tiền họ. Thế ông định nghĩa thế nào về khách hàng của ông? Tôi căng vặn. Trước tiên, khách hàng mục tiêu nhé. Thì những nam thanh niên trẻ như anh đấy có thu nhập nên tiêu tiền không lưỡng lự. Ngoài ra, các đôi tình nhân cũng nằm trong đối tượng khách hàng mục tiêu của tôi. Họ không thể mất mặt trước bạn khác phái, vì thế đành phải ra tay hào phóng. Rồi tôi chọn các cô gái xinh đẹp đi một mình là khách hàng tiềm năng, bởi họ rất sợ bị lẻo đẻo theo. Chắc chắn họ chọn cách bỏ tiền ra cho rảnh nợ. Hai đối tượng này đều thuộc tầm tuổi 20-30. Nếu tuổi khách hàng nhỏ quá, họ không có thu nhập, mà tuổi già hơn thì họ có thể đã có gia đình. Tiền bạc bị vợ cầm hết rồi. Những ông chồng đó biết đâu có khi đang âm thầm tiếc hận rằng không thể ngửa tay ra xin tiền của tôi ấy chứ. Thế thì mỗi ngày ông xin được bao nhiêu tiền? Thứ hai đến thứ sáu sẽ kém một chút, khoảng 200.000. Cuối tuần thậm chí có thể 400-500.000. Hả? Nhiều vậy sao? Thấy tôi nghi ngờ, ông ta tính cho tôi thấy. Tôi cũng khác gì anh, tôi cũng làm việc 8 giờ vàng ngọc. Mỗi sáng từ 11 giờ đến tối 7 giờ. Cuối tuần vẫn đi làm như thường. Mỗi lần ăn mày một người tôi mất khoảng 5 giây. Trừ đi thời gian tôi đi lại, di chuyển giữa các mục tiêu. Thường 1 phút tôi xin được một lần được 1 đồng xu 1.000. 8 tiếng tôi xin được 480 đồng 1.000. Rồi tính với tỷ lệ thành công 60%. 70% cộng 50% chia 2 thì tôi được khoảng 300.000. Chiến lược ăn mày của tôi là dứt khoát không đeo bám khách chạy dọc phố. Nếu xin mà họ không cho, tôi dứt khoát không bám theo họ. Bởi nếu họ cho tiền thì đã cho ngay rồi. Nếu họ cho vì bị đeo bám lâu thì tỷ lệ thành công cũng nhỏ. Tôi không thể mang thời gian ăn mày có giới hạn của tôi để đi lãng phí trên những người khách này, trong khi tôi có thể xoay ngay sang mục tiêu bên cạnh. Trời, ta ăn mày này có đầu óc quá đi. Phân tích như thể giám đốc kinh doanh hoặc giám đốc tiếp thị vậy. Ông nói tiếp đi. Tôi hào hứng. Có người bảo ăn mày có số may hay xui. Tôi không nghĩ thế. Lấy ví dụ cho anh nhé. Nếu có một thanh niên đẹp trai và một phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa shop đồ lót mỹ phẩm, thì anh sẽ chọn ai để ăn mày? Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo tôi không biết. Anh nên đi đến xin tiền anh thanh niên kia.
vì đứng bên anh ta là một phụ nữ đẹp, anh ta chẳng lẽ lại không cho ăn mày tiền. Nhưng nếu anh đi xin cô gái đẹp, cô ta sẽ giả vờ là ghê sợ anh rồi lánh xa anh. Thôi, cho anh một ví dụ nữa. Hôm nọ, đứng ở siêu thị Bixi, có một cô gái trẻ tay cầm túi đồ vừa mua từ siêu thị. Một đôi nam nữ yêu nhau đang đứng ăn kem. Và một anh chàng đóng bộ công chức chỉnh tề, tay xách túi đựng máy tính xách tay. Tôi chỉ nhìn họ 3 giây, sẽ không ngần ngừ bước thẳng tới một cô gái trẻ xin tiền. Cô gái cho tôi hẳn 2 đồng xu. Nhưng ngạc nhiên hỏi tôi tại sao chỉ xin tiền có mỗi cô ta. Tôi trả lời rằng cái đôi tình nhân kia đang ăn, họ không tiện rút ví ra cho tiền. Anh kia trông có vẻ lắm tiền, trông như sếp, nhưng vì thế trên người họ thường không có sẵn tiền lẻ. Còn cô vừa mua sắm ở siêu thị ra, cô tức còn ít tiền thừa, tiền lẻ. Chí lý, tôi càng nghe tay ăn mày nói càng tỉnh cả người ra. Cho nên tôi bảo rồi, tri thức quyết định tất cả. Tôi nghe sếp tôi nói bao lần câu này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe một thằng ăn mày nói câu này. Ăn mày cũng phải mang tri thức ra mà ăn mày, chứ ngày ngày nằm ợt ra ở xó chợ, cầu thang, lên đường vượt giao lộ, xin ai cho được tiền. Những người đi giao lộ, chạy qua cổng chợ đều vội vàng hoặc còng kềnh. Ai ra đấy mà chơi bao giờ? Ra đấy xin chỉ mệt người. Phải trang bị tri thức cho chính mình, học kiến thức mới làm người ta thông minh lên. Những người thông minh sẽ không bao giờ ngừng học hỏi kiến thức mới. Thế kỷ 21 rồi, bây giờ người ta cần gì? Có phải là cần nhân tài không? Có lần có một người cho tôi hẳn 50 nghìn, nhờ tôi đứng dưới cửa sổ gào. Hồng ơi, anh yêu em! Gào 100 lần. Tôi tính ra gọi một tiếng mất 5 giây. Thời gian cũng tương tự như tôi đi ăn mày một lần. Nhưng lợi nhuận đạt được chỉ 50 nghìn, còn kém đi ăn mày. Thế là tôi từ chối. Ở đây, nói chung, một tay ăn mày một tháng có thể đi xin được 1.000 hoặc 800 lần. Người nào may mắn thì cùng lắm đi xin được khoảng 2.000 lần. Dân số ở đây khoảng 3 triệu, ăn mày độ chục anh, tức là tôi cứ khoảng 10.000 người dân mới ăn mày một người. Như thế, thu nhập của tôi ổn định. Về cơ bản, là cho dù kinh tế thế giới đi lên hay đi xuống, tình hình xin tiền của tôi vẫn ổn định, không biến động nhiều. Trời, tôi phục tay ăn mày này quá. Tôi thường nói với tôi là một thằng ăn mày vui vẻ. Những thằng ăn mày khác thường vui vì xin được nhiều tiền. Tôi thường bảo chúng nó là, chúng mày nhầm rồi, vì vui vẻ thì mới xin được nhiều tiền chứ. Quá chuẩn. Ăn mày là nghề nghiệp của tôi. Phải hiểu được niềm vui do công việc của mình mang lại. Lúc trời mưa ít người ra phố, những thằng ăn mày khác đều ủ rũ, án trách hoặc ngủ. Đừng nên như thế, hãy tranh thủ mà cảm nhận vẻ đẹp của thành phố. Tối về, tôi dắt vợ và con đi chơi ngắm trời đêm. Nhà 3 người nói cười vui vẻ. Có lúc đi đường gặp đồng nghiệp, tôi có khi cũng vứt cho họ 1 đồng xu. Để thấy họ vui vẻ đi, nhìn họ như nhìn thấy chính mình. Ôi, ông cũng có vợ con à? Vợ tôi ở nhà làm bà nội trợ, con tôi đi học. Tôi vay tiền ngân hàng mua một căn nhà nhỏ ở ngoài thành, trả nợ dần trong 10 năm, vẫn còn 6 năm nữa mới trả hết. Tôi phải nỗ lực kiếm tiền, con tôi còn phải học lên đại học. Tôi sẽ cho nó học quản trị kinh doanh, marketing, để con tôi có thể trở thành một thằng ăn mày xuất sắc hơn bố nó.